Dạ em chào mọi người, hôm nay bên em đi ráp cái máy nước nóng năng lượng mặt trời đã qua sử dụng cho một vị khách hàng ở ấp 5 Tân Thạnh Đông, ở gần kho bên em ạ. Cái máy năng lượng này là máy năng lượng đại thành Gold, máy năng lượng của Đại Thành. Gold là tại vì nó có chữ Gold ở đây. Đang bị ngược đó. Đó, cái bộ chân, bộ dàn chân là bó vào thành một bó, rồi xong đến cái bình bảo ôn, rồi xong đến những cái ống thủy tinh. Cái này được bao nhiêu lít ta? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 160 lít. Đây là những cây ống mà khi bên em đi tháo á, còn mang về được. Thường thường thì không có mang về tại vì nó dài, nó lòng hoằng quá, chở khó. Mà cái máy này thì mang về được nên mang đi ráp cho khách luôn. Máy nước nóng năng lượng mặt trời cũ vẫn được bảo hành bình thường mọi người ha. Bảo hành trong vòng 1 năm. Tức là cái máy này thì nó đơn giản lắm. Mình cứ ráp xong mình xài nước nóng, không thấy chảy lủng rò gì ở đâu là máy an toàn rồi. Nó cứ xài thôi. Nếu mà đúng là inox thật, inox 304 nó không hư thì mình cứ xài tiếp. Còn nó bằng những cái vật liệu khác thì cũng có thể là được 5, 7 năm, 3, 4 năm thì nó có hiện tượng mình phải thay gioăng rồi, thay bình rồi gì gì đó. Cái ống thủy tinh thì nó không có hư bao giờ rồi, cái chân đế nó cũng không có hư đâu. Chỉ có cái trong cái bình bảo ôn, cái ruột bình hoặc cái vỏ bình, thường thường là cái ruột bình bên trong, mình đựng nước không sạch là nó thường bị ăn mòn cái ruột bình bên trong. Còn bên ngoài thì họ làm bằng cái vật liệu gì cũng có thể chịu được. Cho mình sự oxy hóa của môi trường, ví dụ như là bằng thép mạ kẽm này, bằng nhựa này, nó cũng trong vòng khoảng thời gian 5 năm, 7 năm. Còn cái này thì bằng inox thì nó cứ xài thôi. Rồi em chào mọi người mình nha. Nếu mọi người mình cần lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời mới hoặc lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời cũ đã qua sử dụng thì mình có thể liên hệ với bên em. Hoặc mọi người mình muốn đang xài mà không muốn dùng nữa, muốn dỡ đi, muốn bán lại thì mọi người cũng gọi bên em để bên em đến thâu mua tháo dỡ cho mọi người mình nha. Mọi người mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước, về máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng như cách lắp đặt, cách hàn sửa. Nếu mọi người mình đang sử dụng mà gặp vấn đề gì đấy thì mình có thể gọi điện nhờ tư vấn. Đơn giản thì bên em sẽ tư vấn, hướng dẫn mọi người mình tự xử lý, còn phức tạp thì thợ bên em sẽ tới làm cho mọi người mình nha. Máy nước nóng năng lượng mặt trời và bồn nước. Rất chi là nhiều. Cái máy nước nóng năng lượng mặt trời này mình chỉ cực với cái công tháo dỡ lắp đặt thôi, vận chuyển nữa nó hay hư hay bể. Khi mà mình mua mới á, thì bên nhà máy họ cho vào thùng xốp xếp đàng hoàng thì mình đỡ cái rủi ro hơn. Còn khi mình tháo dỡ cũ thì mình vận chuyển chơ chơ vậy này, nó hay bẻ, nó hay rớt, nó hay phải thay thế. Đồ là họ mua, đồ họ ra hết. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, tạm biệt mọi người nha. Mình cần gì thì mình hãy để lại tin nhắn dưới clip này hoặc gọi điện theo số điện thoại 0978 535 9 53. Số này có Zalo để mình coi hình ảnh trực tiếp, mình nhờ tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bên em còn rất nhiều bồn nước cũ mới, đủ các kích cỡ. Mọi người mình cần thì hãy vui lòng liên hệ bên em nha. Tạm biệt mọi người.